Thưa quý vị, sáng nay mùng 3 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương để nhìn lại tình hình triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội, trọng tâm là thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng năm 2023, tình hình triển khai nghị quyết 01 của Chính phủ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công. Trong tháng 3 và quý đầu tiên của năm, chính phủ, các bộ ngành địa phương đã quyết liệt triển khai cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, triển khai các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra theo đúng phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả. Thu ngân sách nhà nước đạt 30,3% dự toán, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công tăng 11,7 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ. Lãi suất được điều chỉnh giảm, điều hành tỷ giá phù hợp với diễn biến thị trường. Tuy nhiên, quý đầu tiên của năm, tăng trưởng GDP đạt 3,32%, thấp hơn kịch bản đề ra là 5,6%, chỉ cao hơn mức tăng trưởng của quý 1 năm 2020 trong cả giai đoạn 2011-2023. Sản xuất công nghiệp, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm. Công tác phối hợp của một số cơ quan còn chưa kịp thời, chưa nhịp nhàng, nhất là trong phản ứng chính sách trước những vấn đề đột xuất và phát sinh.